Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho em hai cái clip về cái bài số 7 hình bình hành rồi đúng không nào? Thì chúng ta cũng đã nắm được các cái tính chất định lý và dấu hiệu để nhận biết hình bình hành đúng chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em bắt đầu từ bài 78 các em nhé. Nói chung thì môn tổng hình nó rất là khó nên chúng ta phải cố gắng theo dõi chứ đừng có tắt clip mà chúng ta tua qua thì chúng ta sẽ không hiểu. Một số chỗ là coi như cả cái bài đó chúng ta sẽ không biết làm luôn đó. Như vậy thì môn tổng hình thì chúng ta phải biết cách vẽ hình, nhìn hình và vận dụng các định lý tính chất cũng như là dấu hiệu của từng vẽ hình để chúng ta chứng minh theo yêu cầu của đề toán em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 78 nha. Rồi, chúng ta có cái đề bài 78 em nhé. Cho hình bình hành ABCD. Ở đây người ta đã cho nó là hình bình hành chứ không phải là tứ giác nha em nha. Nên chúng ta sẽ vận dụng các cái tính chất của hình bình hành chúng ta vận dụng vào cái hình bình hành ABCD này để chúng ta giải nha. Gọi Y, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB, đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E với lại F, chứng minh rằng DE bằng EF và bằng FB. Được chưa nào? Ok, bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ hình cho các em nhé. Ok, bây giờ thầy đầu tiên thầy sẽ vẽ cái hình bình hành ABCD cho các em. Nó có cặp cạnh đối song song và bằng nhau em. Nên khi chúng ta vẽ cho nó biết rằng là cũng nếu mà được thì chúng ta đo nó, cho nó chính xác thì tốt. Trên mà trong cái môn toán á mà chúng ta mà làm mà cái gì cũng đo đạt cho nó chính xác 100% thì càng tốt em, nhưng mà không có thời gian được em, tại vì nó làm rất là nhiều bài và rất là dài chứ không phải là riêng gì một bài không nè. Dù riêng bài đây thì chúng ta có thể đo đạt và làm cho nó chuẩn luôn tất cả về số liệu luôn, đo đạt thông số y bài, nhưng mà bây giờ người ta cho 10 bài mà bài nào cũng đo thì thôi chứ sao có thời gian để làm hết được tất cả các bài được đúng không em. Rồi, chúng ta cho hình bình hành A, B, C, D. Gọi Y là trung điểm của CD. CD đâu? Đây, trung điểm của CD. Trung điểm thì chúng ta sẽ đánh hai gạch để là chúng ta thể hiện ID thì bằng IC ha, hoặc là bằng DC chia hai cái đoạn này. Đây, nhìn ở đây, K là AB, K là trung điểm của AB đấy, do thầy nói nhanh đấy chứ không phải nói K là AB, nó bắt bỉ, nó thầy quang, nó sai, nó chết. Đường chéo BD, cắt AI, tải theo thứ tự, đâu em, CK, AI, như vậy bây giờ thầy sẽ nói AI lại này. Thầy nói CK lại. Được chưa nào? Thì cái đường chéo DB này cắt hai cái đường, hai cái đoạn thẳng này. Là đâu em? Cắt AI thì theo thứ tự ở đây chính là E. Ở đây chính là gì? Là F. Có đúng không? Chứng minh rằng DE bằng EF và bằng FB. Đó. Như vậy thì ở cái bài đây, chúng ta cần phải chứng minh những cái phần nào? Và chúng ta nhìn thầy trên cái hình vẽ để thầy hướng dẫn nè. Khi mà học hình chúng ta cần phải nhìn hình và chứng minh ở trên hình đó, được chưa nào? Rồi, các em nhìn trên hình thầy hướng dẫn các em nè. Như vậy thì ở đây cái hướng của chúng ta này các em này. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy này, liệu chúng ta có chứng minh được cái tứ giác AKCI nó là hình bình hành được không nào? À được, bây giờ thầy chứng minh cho em cái tứ giác AKCI là hình bình hành. Mục đích thầy chứng minh AKCI này là hình bình hành để làm gì? Để thầy sẽ chứng minh được AI này nó sẽ song song với KC. Có được chưa? Sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất của đường trung bình vào trong tam giác, nó sẽ phân các cái đoạn thẳng tương ứng bằng nhau ra để chúng ta sẽ suy ra cái điều ở đây mà đề bài người ta đã yêu cầu, được chưa nào? Như vậy thì bây giờ để chứng minh được cái tứ giác AKCI là hình bình hành, chúng ta chứng minh như sau em. Ta thấy là vì ABCD là hình bình hành nên ta có AB thì bằng với DC, có đúng chưa? Mà khác chúng ta có AK thì bằng 1/2, AK thì bằng 1/2 AB. Tương tự như vậy CI cũng bằng 1/2 DC.
nên ta suy ra AK sẽ bằng CI, ta ký hiệu là 1. Có được chưa nào? Mặt khác em thấy nó là bình hành nên AB này nó sẽ song song với DC. Và khi AB song song DC thì chúng ta cũng suy ra được là AK nó cũng sẽ song song với CI là 2, ta ký hiệu 2, từ 1 và 2. Cái tứ giác mà có cặp cạnh đối song song và bằng nhau, nghĩa là AK bằng CI và đồng thời cũng song song với CI, thì chúng ta suy ra cái tứ giác AKCI này là hình bình hành. Khi nó đã là hình bình hành nên ta suy ra AI này sẽ song song với KC. Kem có hiểu như nào? Khi chúng ta đã chứng minh được nó là hình bình hành, ta suy ra hai đoạn này song song. Ta tiếp tục nhìn thấy trong tam giác AIB nè. AIB thấy chưa nào? Như vậy ta có là K là trung điểm của AB, nghĩa là KA sẽ bằng KB. Có đúng nào? Mà AI song song với KC, nghĩa là AI này cũng sẽ song song với KF. Chứng tỏ KF này chính là đường trung bình của tam giác AEB. Nên theo tính chất của đường trung bình thì chúng ta có FB sẽ bằng F. FE nghĩa là F này sẽ là trung điểm của B, BE. Các em có hiểu ý thầy nói không nào? Được chưa? Ok, tiếp tục. Đó, trong cái tam giác CFD, CFD chúng ta cũng làm tương tự. ID chính là trung điểm. Ta có CF song song với IE, nên IE này cũng chính là đường trung bình của cái tam giác CFD. Nên E theo cái tính chất của đường trung bình thì E này cũng chính là trung điểm của DF, nên ta có EF sẽ bằng là DE. Như vậy thì ba đoạn này tương ứng bằng nhau, tại vì hai đoạn này nó cùng bằng với EF. Xong cái bài này. Các em hiểu cái trình tự chứng minh như nào? Chúng ta phải nhìn hình và định hướng. À, chúng ta chứng minh đó để làm cái gì? Có tác dụng gì? Vận dụng cái gì vào để chứng minh cái đó? Được chưa? Bây giờ thầy sẽ tiến hành ghi lập luận cho các em nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập luận ghi ra để chúng ta hiểu nha. Trình bày thì trình bày, nhưng quan trọng chúng ta phải trình bày bằng viết này em này, lập luận này. Nói thì có vẻ nghe dễ hiểu, nhưng quan trọng viết chúng ta phải sử dụng từ ngữ. Ta có mặt khác suy ra nên vậy gì đó ha. Bây giờ đầu tiên ta có này. Đầu tiên ta xuất phát là AB sẽ bằng với DC. Ở đây ta có thể mở ngoặc ra vì ABCD là hình. Cái cách trình bày mô hình của nó của chúng ta là như vậy em. Chúng ta phải vì sao hoặc là giả thiết người ta cho sẵn ha. Mà đó, thầy sử dụng các từ ngữ để gọi là cái logic của cái bài ha. Mà ở đây ta có AK thì bằng 1/2 AB. Đây là giả thiết này. Tại vì K này chính là trung điểm của AB, có đúng không? Chúng ta tạm thời, hoặc là chúng ta có thể ghi vì K là trung điểm của AB cũng được nha. Tiếp tục CI bằng 1/2 DC. Ở đây chúng ta ghi nó là giả thiết cũng được em. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra AK sẽ bằng với CI. Chúng ta ký hiệu thầy đây là 1. Ok, được chưa? Mặt khác đó, ta sử dụng các gạch đầu dòng để chúng ta phân các ý cho rõ ràng nha các em nha. Mặt khác thì chúng ta có AB sẽ song song với gì các em? DC. Có đúng chưa? Nên ở đây chúng ta cũng suy ra AK này cũng sẽ song song với CI, không? Nên chúng ta cũng sẽ suy ra AK cũng sẽ song song với CI. Ta ký hiệu thầy ở đây là 2. Được chưa nào? Em hiểu không? Từ 1 và 2. Từ 1 và 2. Chúng ta suy ra cái tứ giác AKCI là hình gì các em? Là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Được chưa? Khi nó đã là hình bình hành rồi thì chúng ta, mục đích của chúng ta là suy ra cái gì các em? Chúng ta suy ra AI này sẽ song song với KC. Được chưa? Chúng ta suy ra AI sẽ song song với KC. Ok, hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm trong từng tam giác em. Đầu tiên chúng ta sẽ làm trong tam giác AIB. Chúng ta chứng minh KF. Chứng minh KF là đường trung bình của tam giác AIB các em nhé. Như vậy thì đây chúng ta có là trong cái tam giác AIB, không? Trong tam giác AIB
chúng ta có gì các em? Thứ nhất á, là K là trung điểm của AB theo giả thiết, được chưa nào? AI của chúng ta là song song với KC nên là gì? Nên KF nó không sẽ song song với gì các em? AI, được chưa nào? Từ đây chúng ta sẽ suy ra được điều gì? Suy ra BF sẽ bằng với gì? EF. Ở đây là gì các em? À, tính chất đường trung bình tam giác, đúng không nào? Tính chất, chúng ta ghi như vậy là giáo viên đọc vô là sẽ hiểu ngay. Tính chất đường trung bình của tam giác. Ok, được chưa? Tiếp tục chúng ta cũng làm giùm thầy trong cái tam giác DCS, các em vỉ hình ra và theo dõi luôn nha, chứ không đẩy lên đẩy xuống mất thời gian của thầy quá. Ta lập luận tương tự là Y là trung điểm, các em nhìn hình nha, trung điểm của gì các em? Của DC. Ở đây em ta ghi thầy là giả thiết, mà ở đây em ta có AI song song với KC nên là gì? Nên gì các em? IE sẽ song song với CF, không? Nên ở đây chúng ta cũng sẽ suy ra là DE sẽ bằng với IF. Chúng ta cũng ghi thầy đây là tính chất đường trung bình của tam giác. Ok, các em thấy không? Bây giờ đã suy ra được chưa? Không, ở đây chúng ta ký hiệu đây là 3 đây, ở đây là 4 đây. Từ 3 và 4 ta suy ra, ta suy ra được gì vậy em? DE sẽ bằng với E, EF và sẽ bằng với gì? BF. Đập phải con mũi ngay, điều phải chứng minh ha. Xong đây, chút nữa là hết cái tờ giấy em. Ok, thấy vậy một bài tổng hình mà các em lập luận theo hướng đúng á, mà làm chính xác nó phê vãi em ạ, sướng lắm đấy, được chưa? Quan trọng là việc cái hình là chính xác trước, rồi nhìn định hướng, à cái này phải làm cái gì đó đấy, chứ không phải mắt thì liếc tay thì chép. Của các bạn làm thì mình chỉ việc theo hồ mà chán thôi thì thôi á, tới một lúc nào đó thì cũng giống như Hòa Bình với Sơn La với Lạng Sơn thôi em. Sửa điểm ha. Em nhìn xíu nha, muốn ghi chép về đó thì bấm dừng lại nha. Thành từng đoạn như vậy em, để em dễ nhìn, dễ hiểu. Đó, biết rằng là học online là nó không có cái khó trong đó. Thầy đâu có ngồi đó trực tiếp chỉ các em đâu, mà phải thông qua cái bài giảng này mà không nói nhiều á thì các em lại không hiểu. Bây giờ ví dụ như thầy giống như cô giáo gì ở thành phố Hồ Chí Minh em, 2-3 tháng thì đó không nói, cứ ghi như này, không nói chừng đấy là sao thầy quan không nói, đúng không? Đỡ mà nói nhiều thì một số người lại bảo ôi ông này sẽ nói nhiều quá, sống sao mà cho vừa lòng các em hết được, đúng không nào? Còn bạn nào muốn xem thì xem, mà không muốn xem thì thôi, có vấn đề gì đâu, quan trọng ha. Hay thì xem mà không hay thì các em có quyền tắt. Ok, chúng ta đi sang bài 79 nha. Rồi chúng ta có bài 79 nha. Tính các góc của hình bình hành ABCD, biết ở đây câu A của chúng ta là cái góc người ta cho chúng ta góc A là bằng 110 độ, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải. Ở đây á, người ta đã cho các cái góc cái hình bình hành ABCD thì chứng tỏ các cái góc đối theo tính chất của nó thì các góc đối của nó sẽ bằng nhau. Như vậy góc A này sẽ bằng với góc gì các em? À, góc A sẽ bằng góc C. Chỗ thầy xe máy nó chạy ồn ghê các em. Thầy nói lại này, người ta cho góc A nghĩa là chúng ta sẽ biết được góc C, tại vì góc A và góc C là hai góc đối nhau, có đúng nha? Còn cái góc B với là góc B, D chúng ta tính sao này? Đây thầy vẽ hình bình hành ra cho em thấy chứ không, thầy sẽ vẽ một hình này là thầy sử dụng ở hai câu luôn nha, chứ không nói mà không có hình nữa khó hướng dẫn lắm em, kiểu giống như nhìn ở trên trời
đúng không? Thầy thì đúng chính xác, thì học mà có thực hành thì ngon, nghĩa là chỉ em rất là dễ em, chứ mà học mà không có hành thì hành em phải hành xác nữa nha, hành là đi thực hành đấy. Rồi A B C D, thầy nói lại này, A góc A ở đây thì góc C là hai góc đối, theo tính chất hình bình hành thì hai góc này sẽ bằng nhau, hai góc đối bằng nhau. Rồi suy ra cái đã, ở đây chúng ta có này, vì cái tứ giác ABCD là hình bình hành, nên cái góc A này sẽ bằng góc C và bằng 110 độ, ok chưa? Đó là chúng ta đã tính được góc C rồi đó. Bây giờ tính góc B và góc D. Nếu biết được góc B thì tính được góc D luôn, tại vì hai góc này cũng là hai góc đối nên bằng nhau, nên các em chỉ việc tính góc B này thôi. Như vậy thì ở đây các em thấy là gì? Góc A và góc B này thì sao nào? À, vì AB song song với BC nên góc A và góc B này là hai góc gì? Trong cùng phía thì bù nhau. Bù nhau nghĩa là góc A cộng góc B thì bằng bao nhiêu độ em? Bằng 180 độ, nên ta lấy 180 độ trừ góc A này ra thì ra được góc B. Là có góc B thì chúng ta sẽ suy ra được góc D. Các em hiểu không? Đó. Tiếp tục. Vì ta có góc A cộng góc B thì bằng 180 độ ở đây. Đây chính là hai góc trong cùng phía. Nên ở đây chúng ta suy ra cái góc B là bằng 180 độ trừ cho góc A sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A là ở đây là 110 độ sẽ bằng là 70 độ. Không? Nên ta suy ra góc B bằng góc D sẽ bằng là 70 độ. Có được chưa nào? Theo tính chất của hình bình hành. Ok. Vậy ta kết luận mình thầy ở đây, vài góc A bằng góc C thì bằng 110 độ, góc B bằng góc D thì bằng 70 độ. Ok. 79A các em, dễ đúng không? Bài này thầy nói không có khó, thầy nói bài nào dễ là nó sẽ dễ, thầy nghĩ thế. Nhưng mỗi người có một quan điểm mà. Tại vì trong quá trình dạy thì thầy thấy những cái bài này học trò thầy đều làm được. Hướng dẫn sơ qua chút xíu hoặc là thậm chí không hướng dẫn, chỉ dựa vào tính chất là các bạn sẽ làm được. Còn trình độ của em như nào thì thầy không biết. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái câu B các em nhé. Câu B người ta ở đây cho là góc A trừ góc B bằng 20 độ. Ở đây người ta cho có là góc A trừ góc B thì bằng 20 độ. Thì ở đây chúng ta cũng dựa vào cái tổng của góc A và góc B, hai góc trong phía thì bù nhau thì tổng nó bằng 180 độ. Vì dựa vào cái điều kiện này thì chúng ta sẽ tính được góc A và góc B. Được chưa nào? Vì cái tứ giác ABCD là hình bình hành. Đó nào, ta có đây góc A cộng góc B thì bằng 180 độ. Có đúng không nào? Ở đây là hai góc trong cùng phía. Hai góc trong cùng phía các em. Được chưa nào? Đó. Mà ở đây góc A trừ cho góc B thì bằng là 20 độ. Ở đây là giả thiết người ta cho. Có được chưa? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cộng vế theo vế nha. Nhìn này, thầy sẽ hướng dẫn em giải này. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành cộng này. Như vậy thì A cộng A là hai lần góc A. Góc B mà cộng cho trừ góc B, như vậy B trừ B thì bằng 0, trừ tiêu đi. 180 độ cộng 20 độ đây là bằng 200 độ. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra góc A này sẽ bằng là gì? 200 độ này chia cho 2 thì sẽ bằng 100 độ. Và góc B này chắc chắn sẽ bằng là 180 độ trừ cho góc A
thì sẽ bằng 180 độ trừ cho 100 độ thì bằng 80 độ. Đó, sau đó chúng ta kết luận vậy. Góc A thì bằng với góc C là bằng 100 độ. Góc B thì bằng góc D thì bằng 80 độ. Ở đây là theo tính chất của hình bình hành. Đó, được chưa? Nghe em câu B. Rồi, ở đây nha. Bài 79 nha. Câu A này. Các em nhớ đăng ký vào kênh thôi và nhấn vào cái chuông ấy, là các em sẽ nhận được cái bài giảng mới nhất của thầy. Học thử hay là học thiệt hay gì đấy thì các em sẽ nhận được, phải không? Ở đây thì thầy đăng các clip học thử để làm gì? Để chúng ta tiếp cận với khóa học online. Chúng thầy muốn là muốn các em đăng ký, gọi là để bỏ gọi là một chút xíu gì đó để gọi là ủng hộ công sức của thầy. Chứ không thực sự thầy dạy cho em miễn phí cũng được, nhưng mà gọi là để thầy dành thời gian cho em nhiều hơn, quý trọng cái công sức của thầy để bỏ ra cho các em. Thì cả 200k thì nó cũng chẳng đáng là bao các em, thầy nghĩ thế. Mà cả một học kỳ mà thầy nói các em giải một quyển sách như này, cả đài cả hình cho các em thì thôi, nói không đủ tiền thuốc để mua mà uống để mà viêm họng các em ạ. Rồi, ok. Tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em bắt đầu từ bài 80 các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy nha.